Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại Phúc An Nha Đanh ha. Dạ hôm nay thì em có ghé vườn mai của Yến nha cô chú anh chị. Dạ vườn mai thì địa chỉ là ở xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay thì bên vườn sẽ lên cho cô chú anh chị mình cái mặt hàng mai giống nha cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị mình có thể sưu tầm nha. Rồi thì bây giờ em sẽ vào clip với cô chú anh chị. Và chị chào Yến nha. Dạ em chào chị. Con xin mến chào quý cô chú và anh chị. Con tên Yến, số điện thoại của con là 0382386956. Con ở Vĩnh Hòa, Chợ Lách, Bến Tre. Dạ hôm nay con xin giao lưu với cô chú anh chị một số loại mai cho cô chú về có thể mình sưu tầm làm giống hoặc là trồng đất ạ. Dạ rất mong cô chú xem và ủng hộ con. Dạ rồi, đầu tiên bên đây đi chị ngon. Dạ, cái lô đầu tiên là cái lô cúc hoa hồng Thanh Tú nha cô chú. Cái hàng này là em đôn rồi á chị, em đôn hồi Tết rồi. Nè, em đôn cái dạng là lùng lực á chị. Dạ, để em ra thông số. Này có củ đế hết Yến. Dạ có củ đế chị, mỗi cây nói chung xử lý đế dạng củ nở quấn lộn xộn á chị ơi. Dạ. Đây, như cây này chiều cao là 33 mà em lấy chiều cao là từ 30 đi chị. Nha, chiều cao 30. Cái tán ngang thì nó gọn thôi chị, cái hàng này nó giống như hàng giống á chị nên là cái tán ngang nó không có nó chưa có bự lắm. Cái gốc của chị, cái gốc này mình lấy trung bình là cỡ cây bút bi mình trở lên đi chị. Nè, như cây nha, cái gốc này hơi nhỏ cỡ cây bút bi, như cái gốc này là chắc cỡ tay út em bự hơn nè. Nha. Đó, nhưng mà em lấy trung bình thôi là cỡ cây bút bi mình trở lên đi. Dạ cái loại cúc hoa hồng Thanh Tú này con xin giao lưu giá là 60.000 một cây. Hai cây là em gửi hàng, bốn cây là em bao phí vận chuyển luôn. Rồi. Dạ, cúc hoa hồng cây gửi. Hai cây gửi. Thanh Tú. Dạ, cúc hoa hồng Thanh Tú. Rồi cái giống tiếp theo đi chị ngon. Cái giống tiếp theo bên đây nè chị ngon, đây luôn nè chị. Cái giống tiếp theo con xin giao lưu với cô chú mình là siêu bông bình lợi. Cái hàng này là xử lý hình thú chị ngon. Cái gốc nó giống như có cái dòng thú vậy nè chị. Dạ chiều cao này á chị, cái hàng này nó hơi lùn nên em lấy chiều cao là từ 15 tới 20 thôi. Như cây này chắc khoảng 15 hết chị ngon, cây này lùn đó rồi. Ừ, đúng dạ cái gốc của cô chú, cái gốc cái lô này á ăn thì con lấy cái gốc trung bình là cỡ cây bút bi mình trời nha cô chú, gốc cỡ cây bút bi thôi, hình thú nha cô chú. Dạ xử lý hình thú. Đây cô chú này. Dạ. Này mình moi ra là mình sẽ thấy nha cô cái chú. Cái này chắc cũng cỡ 15 thôi chị, như cây này chắc được 20 nè, hơn gang tay của em nè. Thì từ 15 tới 20 xăng nha cô chú. Gấp rồi cỡ cây bút bi xử lý hình thú. Đây cô chú mình nhìn nha, cái hàng này hàng tương lai nha cả nhà mình ơi. Siêu bông bình lợi là con bao chuẩn giống cho cô chú mình nha. Rồi. Dạ cái loại này con xin giao lưu giá là 70.000 một cây, là hai cây con gửi hàng, bốn cây là con bao phí vận chuyển luôn. Siêu bông bình lợi ha cô dạ, chú. Dạ siêu bông bình lợi. Rồi. Rồi, tiếp theo bên đây luôn chị Ngân ơi. Dạ cái hàng này là siêu bông Sài Gòn nha cô chú. Sài Gòn ha. Dạ Sài Gòn. Cái này ghép già nha cô chú, cái cơ này. Cái gốc này thì nó bự hơn á chị, cái gốc này là em lấy kích thước là cỡ ngón trỏ ngón giữa của em, nhưng mà một số cây cũng cỡ ngón cái nè chị, nhưng mà đế thường. Đế dạng củ nở thôi, đế nằm nằm vậy á chị Ngân. Rồi. Đó, cỡ ngón trỏ ngón giữa của em ha. Cái lô này chiều cao nó cũng thấp chị, chiều cao nó khoảng từ 25 tới 30 xăng thôi. Siêu bông Sài Gòn cũng bao chuẩn giống cho cô chú luôn. Đây. Cái này mình ghép trên mùa không biết. Dạ, trên một mùa rồi cái đó chị. Cốt là chị thấy cái cốt một lần. Cái này nè cô chú ha, cái lá nhiều khi của một số lá của mùa rồi á chị ngon, nên là cái lá nó hơi xấu, về cô chú vừa lấy bo được một ít nha. Hoặc là nếu cô chú trồng thì cô chú đôn xuống một con nha. Dạ, tại cái này con cũng chưa có đôn. Đó cô chú mình xem kỹ cái phần củ đế ha. Cái này mình giao lưu sao ý? Cái này củ cũng thường à chị ơi, củ nở thường thường thôi. Dạ, cái loại này á thì em xin giao lưu giá là cũng 70.000 luôn chị ngon. Dạ 70.000 luôn. 70.000 một cây, là hai cây con gửi hàng. Bốn cây con bao phí vận chuyển luôn. Rồi dạ. Cô chú mình tham khảo được ba giống rồi Yên ha. Dạ ba giống. Rồi cái giống tiếp theo đi chị. Giống tiếp theo là dảo Thủ Đức nha cô chú. Hàng này là con đôn rồi, hàng này hai mùa rồi chị. Nhưng mà em làm cái dạng mà phơm lùng lực thôi chị. Phơm lùng lực. Đây cô chú. Cái lô này thì có củ đế hết nha cô chú. Nói chung cái lô này củ đế con thấy nó cũng khá, từ mức độ khá trở lên. Cây nào cũng có củ đế chưa. Cô chú mình xem ha, cây rất đẹp nha. Lùng là gốc đẹp tàn nè, như cây này là dạng như đế bí lở lở luôn nè chị ha. Nói chung là có củ đế hết, cây nào cũng có củ đế nha cô chú. Cái này mình ghép được bao lâu rồi vậy? Cái này em ghép là hai mùa chị, hai mùa, nhưng mà em đôn là em đôn lùng nè, em đôn có chút xíu nè chị Ngân. Đôn chắc cỡ chừng hai lóng tay của em à, bấm cho lùng dạ lùng đừng làm lại cái tàn nhặt nè chị Ngân. Đế nè. Đó, như cái cây này đế cũng đẹp nè cô chú. Cái này em lấy chiều cao á chị, chiều cao hơn gang tay em thì em lấy là chiều cao nó khoảng 25 thôi. Dạ tại vì em mới đôn hồi Tết á, nó đang ra tượng nè chị, nó đang ra tàn nè. Nhìn rất là sung hết cô chú. Cây này về cô chú trồng thì ok lắm nha cô chú. Nói chung là cây tàn nhánh nè, cái đọt nó ra rất là khỏe luôn. Đúng rồi, cây này chậu 2 nha cả nhà. Rồi cây cái loại dảo Thủ Đức này á, em con xin giao lưu với cô chú là giá là ba cây là 250.
là em bao phí vận chuyển luôn. Rồi, 3 cây 250 nha cô ba chú cây ơi. 250 là em bao ship toàn quốc cho cô rồi, chú luôn. Củ đế đẹp quá chừng ha. Dạ. Hàng già mùa nữa nha cô chú ơi. Mình già tham mùa. Khảo nha. Hàng đôn này nha cô chú, nên này về cô chú chỉ đặt ra đất mình trồng hoặc là mình trồng chậu thôi, khỏi còn đôn, khỏi còn gì hết nha cô chú. Rồi, dạ. Như đẹp hết cô chú, dạ. Xanh luôn nè cả nhà. Dạ. Rồi mình rồi, cái loại cuối cùng luôn chị, cái loại cuối cùng là cúc thọ hương. Hàng này cũng hai mùa, cũng hàng em đôn rồi luôn á chị. Em đôn hồi hôm Tết rồi, nay nó ra tàn nhánh cũng khá xinh xê rồi. Đây nha cô chú. Rồi, chị. Nhưng mà cái lô này thì cũ thường nha cô chú. Lô này dạng như cũ nở thôi. Chị, cũ nở thôi chứ không có đế đẹp lắm. Rồi. Dạ. Liền cốt thì khoảng 90% trở lên nha cô chú. Hàng hai mùa. Để em đo chiều cao cái gì không? Đây, em đo nhà. Chiều cao coi thông số. Sơ sơ thì cái dạ. Cỡ nhiêu à, như cây này 35. Vậy em lấy chiều cao 35 40 đi chị. Rồi, như mấy cây này 40 rồi. Dạ 35 40. Cái góc của cô chú, cái góc cái lô này á thì con lấy cái góc nó khoảng giờ lấy ha. Cỡ ngón ngón út ngón trỏ đi chị. Rồi, ngón ha, từ ngón út tới ngón trỏ đi. Rồi. Ngón út thì ít lắm cô chú ơi, đa phần thì ngón trỏ, như cây này chắc cỡ ngón út hết chị ha. Nè, ừ, cây này cỡ ngón út nè. Hàng cao thì khoảng 35 40. Tàn nhánh này về cô chú lấy bo được nè, lấy bo hoặc là cô chú trồng đều được hết nha cô chú. Đúng rồi, đang lên dạ. Được rất là khỏe nha. Dạ. Cái cúc thọ hương này em xin giao lưu giá là 250 một cặp chị Ngân ơi. Ừ, là hay. Em là em bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Nha. Dạ mấy cái hàng chậu này thì khi gửi thì con sẽ bó bầu nha cô chú. Rồi. Không có gửi chậu. Nó hơn chậu rồi cô chú. Nè, như vậy là em sẽ bó bầu, hai em quấn băng keo kỹ lại cho cô chú luôn. Rồi. Rồi. 250 một cặp là bao ship luôn. Dạ bao ship luôn á chị, bao ship toàn quốc cho cô chú luôn. Đối với hàng cúc thọ hương nha. Dạ cúc thọ hương. Rồi, tình còn nào nữa không biết. Dạ không, hôm nay thì em xin giao lưu một số loại thôi chị Ngân. Rồi. Dạ, dạ cuối clip thì con cũng xin mến chúc quý cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe ạ. À. Dạ rất mong cô chú xem và ủng hộ con. Dạ con xin cảm ơn. Dạ. Dạ. Rồi em chào cô chú anh chị mình luôn và em hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha cô chú. Thì lần đầu tiên Yến đến với kênh thì mong cô chú anh chị mình sẽ yêu thương và ủng hộ dùm vườn mai của Yến nha. Rồi em chào tạm biệt cả nhà mình ạ. À.